Hello cả nhà ha, chiều cường hôm nay quay chợ bông Tết cho cả nhà xem ha. Thì chợ cái sách mình cả nhà, thì nguyên một chợ bông chạy dài khoảng một cây mấy cả nhà ha. Thì bông nó cũng sắp xếp rất là đẹp cả nhà. Đây, các loại bông luôn, mai bông rất là nhiều luôn cả nhà. Thì hôm nay cũng là 27 cả nhà. Hiện tại giờ trưng hoa mai rất là đẹp và bông dạng thọ cả nhà, các loại bông rất là đẹp, khoảng một cây số cái nhà. Thì hai phía lề đường luôn ha cái nhà. Thì chiều cường quay từ đầu chợ ra cái nhà, và trên đường đi làm về thì chiều cường sẵn chiều cường quay cho cái nhà xem luôn ha. Thì hoa cũng rất là nhiều, cũng rất là đẹp, thấy rất là đẹp quá cái nhà. Hiện tại giờ 27 Tết thì cái nhà cũng 4 giờ chiều cái nhà. Thì chị Phường đi ngang qua, chị Phường quay tiếp cho cả nhà xem ha. Tiếp tục mình đi về dài thử xem ngay có chỗ nào qua còn đẹp nữa hay không cả nhà ha. Thì chị Phường sẵn chạy trên xe quay luôn cái nhà ha. Đây chậu mai nhỏ đó cả nhà, hoa mai mini ra bông rất là đẹp luôn ha. Đây giá kiều bông rất là đẹp luôn cả nhà ha. Bông cúc dạng thọ rất đẹp. Phía trước thì bà con cũng mua bông vàng thọ rất là nhiều cả nhà. Nguyên một ghe bông chưa lên đó cả nhà. Bữa nay có mới 27 thôi. Thì bông trang trí rất là đẹp luôn. Phía dưới xong thì còn một ghe bông nữa cái nhà. Đặc biệt hơn nữa là ớt tạo như là trái cà vậy cái nhà, rất là đẹp cái nhà. Không biết một chậu bao nhiêu ha. Thì phía hai bên bờ lề đường cái nhà thì cũng chân bông rất là nhiều ha. Hai bên dọc lề đường các loại bông. Năm nay bông rất là nhiều luôn. Sớm chứ. Dạ không đây coi. Đặc biệt có mấy gốc hạnh trái rất là nhiều luôn. Đây, chị Phương chạy xe quay tiếp ha. Thì nói chung ta cũng khá dài cái nha. Chân bông rất đẹp. Năm nay có bông trang tạo cảnh rất là đẹp luôn cái nhà, nhưng mà bông trang này ghép rất là nhiều màu luôn. Có cái nhà tím, vàng, đỏ, đủ thứ hết cái nhà. Nói chung ra là bông dạng thọ thì nó hơi nhiều cái nhà. Mai qua đi được cặp 80 luôn. Đó nhé, cây hạnh này cả nhà. Hạnh nhỏ nhỏ xíu trái rất là nhiều luôn. Đây thì một cặp 100 bông cũng nở chưa hết cả nhà. Khoảng cặp 80 100. Cả đây có cây giống cả nhà. Đây cái nhà chiều cường chạy nãy giờ cũng khá xa ha, thì hai bên cũng bông rất là nhiều. Rồi có một cô bị té xe đạp luôn. Rồi cô chạy đi đâu mà gấp dữ, cô tới cô té luôn.
Có sao không cô? Té lên cái nhà. Cô chạy ngồi cô té. Khúc này cũng ít bông lại cái nhà. Đây cũng cặp 80, bây giờ cũng hơi rẻ cái nhà. Bây giờ hiện tại giờ mới 27 mà cặp có 80 ngàn à, bông dạng thọ cái nhà. Thì chị Cường cũng quay hết cái chợ qua cái nhà. Thì chị Cường cũng xin kết thúc video ở đây ha. Thì chúc cái nhà đón năm mới một năm an khang thịnh vượng ha, vạn sự như ý. Đây là từ cổng chào mình qua nè cái nhà, thì khoảng một cây mấy số cái nhà, trang trí bông rất đẹp. Thì bông nói chung ra năm nay thì ít, cũng ít bông cái nhà. Thì cũng mới có 27 Tết rồi cả nhà ơi.